Ê, trời ơi, lần này hội thảo ngân hàng nông dân đông dữ. Ôn lại bài cho chuẩn. Chứ kiểu này lần đó chắc chết quê chắc. Khi bà con nông dân đã chọn giống gieo xạ trước khi tiến hành ngâm ủ, có mấy cách để xử lý hạt giống. Một, xử lý bằng nước muối với nồng độ là 15% để loại bỏ hạt lửng. Hai, xử lý với nước ấm tỷ lệ 3 sôi 2 lạnh để khử một số mầm bệnh có trên hạt giống. Trường hợp ruộng bà con có nhiều lượng giống gieo xạ khá lớn thì khó có được cái dụng cụ để mà chứa nước để mà xử lý. Đa phần bà con nông dân xử lý bằng thuốc hóa học theo mục tiêu của việc xử lý mà bà con chọn là phù hợp. Trời đất Em ơi, đó mày vừa chứ. ăn mày vừa lảm nhảm cái gì đó. Bởi cô học bà chứ ơi, đang lo. Nói nghe nè, nói về cái vụ mà xử lý hạt giống đó, bây giờ người ta xử lý hạt giống bằng hóa học không à. Này nha, nghe cô Chính nói cái phần của cô Chính là nha. Kính thưa bà con, trong trường hợp bà con muốn xử lý hạt giống thì chúng tôi xin được giới thiệu bà con Admitoc. Admitoc là chúng ta ủ bình thường nha, rồi nước nanh rồi ha. Chúng ta mới lấy 40 cc đó, pha với 2 lít nước. Sau đó chúng ta phun đều trên 100 kg giống đó. Phần này quan trọng lắm nên là Chính đưa cái phần này lên hàng đầu trong cái buổi hội thảo đó. Hội Chính chính à, Chính uống nước hay Chính? chính giỏi quá, con học sáng giờ học muốn chết. Đúng Trời rồi, mà ơi, con thấy á, con thấy là theo con á, phòng sâu thì phải phòng bệnh luôn. Ừ, đúng rồi, sâu bệnh là đi đôi mà. Dạ, xử lý hạt giống để trừ bệnh lúa giòn hay là lúa đực á Chính. Thì con Không, gọi không chú chỉnh cái gì không. nó không có cho bông nè, đúng không? Rồi một số nấm bệnh khác có ký sinh trên hạt giống nữa. Vậy sử dụng cái gì nè? Dạ đây, con nói rồi Chính coi coi con có sai gì không nha. Tôi xin giới thiệu với bà con sản phẩm Polyanon 250 EC đó. Giống cũng được ngâm ủ bình thường nè, rồi khi lên mộng mà chuẩn bị xả thì sử dụng 120 cc cộng với 10 lít nước, phun cho 100 kg đó, hạt giống trộn đều lên rồi mình đem đi xả. Chưa, đúng rồi đó. Nếu bà nói vậy á là bà phải cộng thêm cái chất kích thích cho mầm khỏe, bà quên cái Axonic rồi. Axonic pha 10 ml cộng với 2 lít nước để cho cái hạt mầm nó khỏe và nó to hơn, hiểu không? Đúng rồi, lọt, lọt. Phần trộn giống chúng ta chỉ nhấn mạnh nè, hạt với tóc lọt Polyanon, lọt không Axonic, và nhưng dân phải chọn được cái hạt giống xác nhận ở những nơi uy tín thì mới an toàn đó nha. Chính chính. Nhưng mà con thấy đầu vụ á, người ta cũng quan tâm đến vấn đề mà làm đất với lại bón lót nữa đó Chính. Ừ, đúng rồi. Sao? Có nghĩa là người ta làm đất với bón lót, nhưng mà mình nói vậy mình phải nói lại là kiểu như là vụ mùa nó liên tục á, đất nó đâu có nghỉ ngơi gì đâu. Rồi ba cái rác thải động vật nè, ba cái rơm rạ nè, nó dễ làm cho cái hạt lúa nó sẽ nó sẽ làm cho giống như là cái ruộng mình nó bị ngộ độc hữu cơ vậy, nó ảnh hưởng tới cây lúa chứ. Đúng rồi, muốn cho cây mạ khỏe đó mà rễ mọc nhanh đâm chồi sớm thì bà con chúng ta cần phải bón lót Genki. Chỉ cần 150 đến 200 kg thôi mà chúng ta nhớ trang bằng đất cho nó phẳng nha, để làm ruộng cho tốt. Và chúng ta đặc biệt là sử dụng phân Genki đầu vụ, chúng ta giảm được 20% cho tổng số lượng đạm mà xài nguyên cả năm đó. Phân gà Genki nha, 50 đến 52% cái hữu cơ hữu hiệu lần đó chứ không phải giỡn đâu. Chưa hết đâu nha. Trong phân gà Genki này nè, có thêm thành phần nè. Thứ nhất là lân nè, 2%. Đó, kali 2%, canxi 1%, silic 2% luôn. Đó, đặc biệt nha, phân được lên men với nhiệt độ từ 60 đến 80 độ, giúp cải tạo đất tốt, do hỗ trợ vi sinh vật đất hoạt động, tăng độ pH nè, làm giảm phèn, hạn chế ngộ độc hữu cơ. Cái ớt tụi bay trái dữ quá ha, tụi bay xài phân Gen vậy kỳ đó chính, thua trời ơi, chính nhờ mới nhắc Genki Gen kỳ, đi chính. Nè nha, chính mới nhắc Gen kỳ không? Ớt mà bón phân gà nó cay xé họng luôn đúng nha. Trời ơi, con ăn cay số 1 Nhưng mà mà. nha, theo kinh nghiệm của tôi, theo kinh nghiệm của con thấy, mấy năm qua đó là ngoài cái việc là mình bón phân bón nền 7 tới 10 ngày sau xạ, thì cái giai đoạn đầu á mình nên phân bón một cái gọi là xịt phân bón qua lá. Con sử dụng tốt loại nhất nào? Là mình xịt cái an nông rau amino humic acid. Amino humic. Amino humic đúng không? Nè đúng nè, tôi đang học nè. Amino humic nè, đều là chất hữu cơ, là dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Đó, đặc hay biệt quá. Giúp
tăng độ phì nhiêu trong đất nè, tạo một nguồn dinh dưỡng để cây hấp thụ. Đó, kích thích sự sinh trưởng và tăng sức đề kháng của cây, giúp tăng cường sức kháng bệnh nghẹt rễ. Vì tăng cường carbon trong đất, tăng cường sự hoạt động của vi sinh vật hiếu khí, dễ phân hủy chất hữu cơ, tránh rễ lúa bị ngộ độc hữu cơ. Trời ơi. Phải rồi, để đẩy mạnh quá trình là nảy mầm phát triển hoạt giống, vào thời điểm nước năng chúng ta sẽ là bón cái phân này vô, phun cái phân hoa lá này vô nha. Hay lắm đó. Nhưng mà mình cần phải nhấn mạnh cụ thể rõ ràng, đâu con ôm lại cái phần đó nói cho dân nghe đi. Không thì ví dụ giống như là mình nghe cái tên của nó nè, amino humic thì chắc chắn là phải có humic acid. Thì humic acid có trong cái phân nó sẽ giúp cải thiện bộ rễ, cho bộ rễ khỏe mạnh, bộ rễ khỏe nè. Nó có thể làm thức ăn cho những cái vi khuẩn có lợi trong đất, vi sinh vật phát triển tốt nè, vi sinh vật có lợi phát triển tốt, giảm được cái độ mặn nè, độ phèn mà nó vượt quá cái lượng cho phép trong đó. Có nghĩa là giảm mặn với phèn. Đó, giảm mặn với phèn. Cái nữa, nâng cao được khả năng giữ chất dinh dưỡng của đất. Cái đó mới quan trọng. Thấy chưa? Mình học bài dữ ha. Cái đó học sáng giờ luôn. Ăn không biết ăn nữa các bạn. Mà chính chính con thấy nãy giờ ba của cháu mình nói gì cũng khá ổn rồi đó. Nhưng mà nói khô khan quá. Không mấy bây giờ á, hát đi. Hát hả? Dạ, trước khi chia tay bà con mình hát một bài cho bà con nghe. Hai bài hát được không? Con hát được, mà bà đâu ăn chuối hát không được đâu. Không, hát là dẹp chuối một chuối, mất chuối. Rồi, hát liền. Bây giờ là chuyến bắt trước đi. Phải rồi, bây giờ mình nói về đầu vụ thì phải bón phân, bón lót là phân gà, phân gà Genki. Dạ, thôi rồi. Bây giờ mình hát cái bài Genki mà lần trước mình biểu diễn thành công đó, nhớ không? Phải còn thuộc không? Trời ơi, thuộc rồi. Văn nghệ, văn nghệ, văn nghệ là vợ chồng. Nhà vợ chồng nhà tư văn nghệ. Bây giờ để chính bắt giọng nha, tao ưa hát đồng trên lắm, để tao hát trước. Rồi, chắc chính luôn á, chính ca tông nào con cũng theo được trơn. Thiệt không? Thiệt. Rồi. Rồi. Trời ơi. Giờ nha. Genki phân bón hữu cơ là hàng nhất nha. Genki bón vào cây tốt cho quả trái nhiều. Vì An Nông chúng tôi vẫn là nhà phân phối có tâm, mang về hàng tốt loại nhất. Phân gà Genki.